Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn thời gian qua đã ủng hộ quán Ba Tròn của mình nha. Thời gian tới do dịch Covid bùng phát á, quán Ba Tròn chỉ bán mang về, mong quý khách thông cảm nha. Mình có để hai số điện thoại phía dưới đó, và số điện thoại của nhà mình, có gì quý khách cần thì cứ gọi vào số đó nghe. Hãy subscribe